Qua các biện pháp nghiệp vụ mới đây, công an xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông Lê Văn Ngọc, ngụ ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình và phát hiện bắt quả tăng 8 đối tượng tuổi đời từ 42 đến 49 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gồm số tiền hơn 8,3 triệu đồng và một số vật dụng dùng để đánh bạc. phụ việc sau đó bàn giao công an huyện Cẩm Mỹ điều tra làm rõ.